like và chia sẻ cho mình anh nha. Em nào mà có nhu cầu mua bàn phím tay cầm thì anh em ghé vào shop mình ủng hộ cho mình một món nha. Xin cảm ơn tất cả anh em đã ghé và ủng hộ nha. Hello anh em, hôm nay mình sẽ so sánh cầu thủ Shevchenko CC với cái mùa mà LN cho bạn Đoàn Ngọc Anh nhé. Khi ấn vào so sánh thì chỉ số mùa CC là 115, chỉ số của LN là 114. Về lương hay là chiều cao cân nặng hay là chân đồ thì nó bằng nhau. Về chỉ số bên dưới mình thấy tốc độ hay là sút hay là về thể lực thì cái mùa mà CC nó hơn cái mùa mà LN là từ 1 tới 4 chỉ số. Bước vào phần chỉ số chung của hai mùa thì mình thấy cái mùa mà CC nó hơn cái mùa mà LN từ 1 tới 4 chỉ số so về mà chỉ số công ha. Còn với cái mùa LN thì chỉ số dứt điểm nó hơn cái mùa CC là 2 chỉ số thôi. Điểm nổi bật có mùa LN là nó về chỉ số ẩn thì nó hơn cái mùa mà CC là 3 chỉ số, thì nó có bấm bóng nè, rồi đặt bóng ngoài với lại sút sấy. Rồi vào cái phần mà anh em quan tâm nhất là về giá cả này, cái mùa CC thì 86,2 tỷ, còn cái mùa LN thì 118 tỷ đối với thẻ cộng 5 nha. Như vậy thì mình có thể đưa ra kết luận cho anh em anh em nào mà muốn sở hữu cái mùa mà CC thì điểm mạnh của mùa này là tốc độ, chọn vị trí khéo léo, dứt điểm, tì đè, sức mạnh, thể lực tốt. Theo như mình đánh giá cái mùa này thì chỉ số AI nó không bằng Icon, nhưng mà cái chỉ số AI nó cao hơn cái mùa LN nhiều ha. Với cái meta mới mà FC Online này thì anh em nên sở hữu cái mùa này thì anh em sẽ đá là cái di chuyển hay là chọn vị trí là tốc độ, dứt điểm đồ các kiểu thì nó ok hơn nhiều. Về điểm mạnh của mùa này mình thấy nó là lương nó bằng cái mùa LN, nhưng mà giá cả nó thì nó vẫn thấp hơn, với lại là cái chỉ số mà nó cao hơn nữa. Theo mình nhận xét thì cái mùa này khá hoàn hảo so với cái mùa LN, nên là con hàng này cũng đáng để anh em săn ha. Còn với những anh em mà không có sự chờ đợi thì anh em sở hữu cái mùa LN nè, thì điểm mạnh của mùa này là tốc độ, dứt điểm, tì đè, sức mạnh, thể lực tốt. Thì meta mới này cái mùa mà LN thì nó không bằng cái mùa CC, nhưng đặc biệt ở đây thì anh em ưa chuộng nhiều hơn cái mùa này thì nó cũng di chuyển hay tì đè các kiểu thì nó cũng rất là thông minh ha. Tuy cái mùa LN này thấp hơn một chỉ số nhưng mà lại cao hơn về giá cả là cái điểm yếu của nó rồi. Vậy mình đưa ra lời khuyên cho anh em anh em nào muốn sở hữu liền thì anh em chơi LN, còn anh em nào mà muốn săn đón thì anh em chơi CC. Với hai cái mùa mình so sánh thì con hàng nào đáng để anh em sử dụng thì anh em cứ comment bên dưới cho mọi người tham khảo nha. Đó cũng là nhận định và so sánh riêng của mình, nên là anh em nào mà có đóng góp ý kiến thì anh em cứ comment bên dưới cho mình nha. Còn mà anh em nào thấy hay thì để lại một follow cho mình nha. Anh em nào mà muốn mình so sánh cầu thủ nào thì anh em cứ comment bên dưới cho mình nha. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem hết clip của mình nha.